trong nhà, không có cửa đâu. Cảm ơn già, cảm ơn tạm biệt. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Bà chủ, bà chưa biết gì hả bà chủ? Biết cái gì? Bà chủ trúng số rồi. Bà chủ, Nô Tì xin chào bà chủ. Nô Tì gì ở đây? Bà chủ ơi, trời ơi, hôm nay cưng quá đi à. Trời, cái mặt sáng ngời luôn á. Ôi trời ơi, trên đầu có một cái ánh hào quang chói lòa luôn. À, trời ơi, hào quang nó chiếu vào trong mắt của Nô Tì. Trời ơi, nó chói quá luôn á. Trên, hả? Bà bị cái gì vậy? Dạ, Nô Tì có bị gì đâu ạ. Trời ơi, coi kìa, bình thường á, nói ra cái giọng y hệt như một người đàn ông, nhưng mà ngày hôm nay nói ra giống như là một con quả mi vậy đó. Quả mi hót trong vườn khuya, quả mi tóc nâu là bà chủ đó. Quả mi quả... Hả dạ? Ai nhập bà vậy? Thần. Bình thường á, bà ghét tôi ra mặt luôn. Bữa nay làm gì? Một tiếng bà chủ, hai tiếng bà chủ vậy? Dạ, bình thường thì em có thể ghét bà chủ, nhưng ngày hôm nay em không thể nào ghét bà chủ được. Biết ai nhập con không? Ai nhập? Thần tài đến, thần tài đến, tân 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 tân. Thần tài là sao? Đây bà thần tài đây nè, trời ơi. Làm cái gì vậy? Lấy vía may mắn á. Trời, phun nước miếng con đi, phun nước miếng vô mặt. Ôi dơ lắm. Không, phun đi, phun đi, cứ phun. Ôi thúi thiệt, nhưng mà sao ngày hôm nay nó thơm quá à, bà chủ ơi. Bà này bữa nay có vấn đề gì hay sao á? Bà chủ, bà chưa biết gì hả bà chủ? Biết cái gì? Bà chủ trúng số rồi. Mệt quá, tôi có bao nhiêu số rồi mà trúng. Trời ơi, bà chủ có nhớ không? Ba tờ vé số mà em ép bà chủ mua đó, nhớ chưa? Bông ơi, bông ơi, bông. Cái gì vậy? Ôi trời đất ơi, buôn bán gì? Mua gì? Vậy? Đâu có mua gì đâu. Bán buôn gì mà sao để quán xá gì, không ai canh gì, lỡ mất đồ rồi sao? Ủa này tự nhiên lo cho tôi chi vậy? Trời, phải lo chứ trời. Thôi thôi thôi, cái mặt này là mặt giả tạo nè. Giả cái gì mà giả? Hôm nay tôi nhìn được bà có một cái gì đó rất là tài lộc, hiểu không? Nè, ủng hộ dùm tôi ba tờ vé số đi. Bán ba tờ vé số mà gần 4 giờ rồi mà không ai mua hết trơn trời nè. Không có mua. Mua dùm đi, năn nỉ mà thiệt. Thôi thôi thôi, đừng có dở cái mặt mà năn nỉ ra, năn nỉ tôi. Bà ngày thường á chửi tôi không ra cái gì hết trơn á. Năn nỉ quá mà. Nè, đem bà ba tờ vé số này á qua cho anh Bảy, anh Bảy mua cho. Mà anh Bảy không có nhà. Mà em có nhà, đi tìm chú Hương, chú Hương mua cho. Chú Hương không có có nhà luôn. Không có nhà, tìm anh Hai Mía mua cho. Anh Mía đi đâu rồi? Nó có chơi đó. Con bởi vì tìm ba người đó không có ra cho nên mới tìm tới tôi, phải không? Đi tìm bà Vân á, bán cho bà kìa. Không nha, cuộc đời của nhỏ này không bao giờ chơi vé số. Không biết vé số là gì. Thà mình lao động tay chân, mình kiếm từng đồng á, mình nuôi sống cuộc sống mình, mơ mộng hảo huyền vào mấy cái này để làm cái gì? Nhưng mà hôm nay có lộc đó, cầm đi. Cầm đi mà, tao nói cầm đi. Ê, ba tờ vé số bà nè. Bán vé số là bà ép vé số vậy? Ép cái gì mà cầm, cầm á, cầm đi. Mệt, cầm. Cầm nè, đó. Vé số vô tay của chị là của chị 30 ngàn. Lấy đâu? Mệt quá à, không chơi. Ta nói rồi nha, gần 4 giờ rồi nó sổ tới rồi, bây giờ kìa, lọc tới mà không chịu cầm, trời mắc cười ghê luôn á. Chẳng lẽ giờ quỳ xuống năn nỉ thiệt á. Bán cái số mà hạ mình vậy luôn mà còn không chịu nữa. Mua đi. Bà đứng lên đi. Có tiền nè. À, 30 ngàn. Không có tiền thì cho thiếu luôn cũng được á. Thôi, tốn tới tiếng đâu. Người gì đâu mà sang cả. Đó, phải vậy mới được. Mai mốt bớt ép lại nha cho. Họ ép cái gì trời. Ê, thiếu ngàn nha, thiếu ngàn nha, 29 ngàn à. Có tiền chẳng đưa thói cho. Cái nội này có ngàn cũng tính toán rồi. Nói giỡn thôi, chỉ cho thiếu đó nha. Trời ơi, cưng lắm. Cưng lắm, đi nha. Ừ, thấy chưa? Hôm qua đó, đó, tôi đã nói tôi mua vé số rồi. Một, hai kêu ế, còn ba tờ, bắt tôi mua cho bằng được, ép tôi hoài. Thì đó, nhờ ép bà chủ mới thành bà chủ, thấy không? Là chứ sao? Phải khi mà em mà không có ép bà chủ, bây giờ em trở thành bà chủ rồi. Trúng số độc đắc 6 tỷ. What? Trừ thuế ra còn có 5 tỷ tư tôi. Ba tờ vé số hôm qua bà ép tôi. Đúng rồi. Trúng độc đắc. Trúng độc đắc rồi. Mấy tỷ? 6 tỷ trừ thuế còn 5 tỷ tư. Trúng độc đắc rồi nha. Trời ơi. Vậy là tôi trúng số hả? Đúng rồi, trúng độc đắc rồi. Mừng không? Yeah.
Trời ơi, trời ơi, tôi trúng số. Tôi trúng số. Tôi trúng số. Để đâu rồi, để đâu, để đâu. Để đây nè, tờ giấy số đi nè. Tờ giấy số đi nè. Đâu? Để đâu ta? Để đâu, để đâu, để đâu, kiếm coi kỹ coi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, vé số trúng mà để kỹ quá vậy nè. Đâu để ta? Đâu? Ồ, không có hả? Nè, nè, bây giờ nhìn thẳng vào mặt con nè. Hồi tướng. Tao nói là cái ngày gì đâu mà đi đòi nợ mà không có con nợ nào trả cả. Từ sáng tới giờ đòi có mấy trăm triệu mà không đứa nào trả. Còn em nữa nha Bông. Trời. Cái mặt bằng có 10 triệu một tháng à. Mà mày nợ một tuần rồi mày không trả, tao bực mình quá đi. Thiệt tình, lấy tiền ở đây. Chị Vâng, cho em mấy ngày nữa đi. Chị Vâng ôi về. Chị Vâng ôi về mấy ngày nữa đi. Bây giờ một ngày tao tính thêm 1 triệu nha. Thôi mà. Trời đất ơi, tiền ở trong nhà là tiền chữa, tiền đi ra ngoài đường là tiền đẻ. Mà cái gì đâu á. Bây giờ em còn có ít xíu à. Cho em 1 tuần nữa. Mấy triệu rồi cứ đưa hết ra đây. Trời ơi, ít ra thì cũng phải được 3 triệu chứ 300 là sao? Dạ, 300 là 3 tờ giấy số của em. Đó, đó nói không có tiền mà bị đặt chơi giấy số này nọ nữa. Có đâu, bị ép đó trời. Thắng thua cái gì với nhà nước? Không bao giờ được thắng thua với nhà nước, phải chưa? Rồi, vậy là coi như là 300, 30 ngàn đúng không? Còn lại là mày nợ 9 triệu mấy đúng không? Tao xiết thêm 2 bịch cà phê. Cái gì vậy trời? Nhớ nghe 1 tuần nghe chưa? Ngày đi đòi nợ mà đòi không được cái gì, bực mình. Sáng ra gặp bà đòi nợ là thấy xui rồi đó. Trời ơi, nghĩ sao mà đưa 3 tờ vé số đó cho con mụ dân vậy trời. Trời ơi, bà giàu quá mà. Đưa cho bà chi vậy trời. Sao mà, tao nói sao tôi biết mà. Được 3 tờ vé số trúng. Trời ơi, thiệt tình luôn á, tiền nó nịnh tiền mà. Thôi ở đây đi, chào nấu tiền. Cái gì vậy? Bà đi đâu vậy? Đi qua bên kiếm bà chủ. Bà chủ cái gì bà chủ? Trời ơi. Bà chủ đây, ai tìm bà chủ đó? Ai tìm? Nhớ chia 91. Không, 82. Chứ khôn quá vậy. 82 đi. 91. 82, mà tao nói. Ai? 82. Ok. Lâm. Chị Vân, lấy cho bà chủ 1 ly Coca-Cola. Dạ, để em lấy nước cho. Ôi trời ơi, bà chủ ơi. Ở đây bà chủ đẹp và sang lắm nha. Đẹp hơn mọi người và sang hơn mọi ngày luôn. Bà chủ uống nước à. Ôi trời ơi. Con này có duyên ghê, gọi Coca-Cola mà lấy ơn cà xin nha. Bà có biết cái gì không? Tại vì cái dông mà coi như là thiếu tế nhị đó, nó nhập nó đó, cho nên nó vậy. Ôi trời ơi bà chủ, lần đầu tiên trong cuộc đời của con thấy có một người đàn bà hai mí rõ ràng giống như bà chủ đó. Ôi vậy hả? Trời ơi. Ôi chị này nói gì vậy? Bà chủ của mình á đó giờ là hai mí mà. Giỏi, mày cũng đúng. Dạ. Bà chủ mới vừa đi cắt lại lần thứ 8. Vậy cái mí này cắt đây 2 tuần đẹp không con, đẹp không con? Đẹp ơi, mấy chục triệu của bà chủ đó. Dạ trời ơi. Bà chủ ơi, bà chủ cắn con cái đi bà chủ. Cắn con cái. Ta là chủ chứ ta đâu phải là chó đâu mà tự nhiên kêu tao cắn vậy. Dạ, không phải, con không có ý đó. Ý là con muốn là xin cái vía của bà chủ thôi. Nè, bún vía. Được rồi, bún vía. Bà rồi hôm nay sao mà rần lên vậy? Chị Văn ối về. Chị đây. Chị có nhớ chuyện hôm qua không? Chuyện ngày hôm qua nhiều chuyện lắm. Chuyện gì vậy? Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Tuổi thơ của chị nghèo lắm. Chị không có muốn quay về. Chị ơi, chị, không phải chị, không phải. Không phải. Chị quay về quá lố rồi chị ơi. Đúng rồi. Tại vì tụi em hát về tuổi thơ. Không. Cái đó là lời bài hát thôi. Trời ơi, tôi muốn quay về. Chiều, quay lại chiều ngày hôm qua đi. Chiều ngày hôm qua hả? Bây giờ chị chỉ cần quay ngược thời gian về chiều hôm qua thôi. Cái mặt bằng có 10 triệu một tháng à. Mà mày nợ 1 tuần rồi mày không trả, tao bực mình quá đi. Bây giờ em còn có ít xíu à. Cho em 1 tuần nữa. Mấy triệu rồi cứ đưa hết ra đây. Trời đất ơi, trời ơi, ít ra thì cũng phải được 3 triệu chứ 300 là sao? Dạ, 300 là 3 tờ giấy số của em. Đó, đó nói không có tiền mà bị chơi giấy số này nọ nữa. Chị Vân. Hả? Chị nhớ cho chị. Chị nhớ rồi. Hôm qua chị gom luôn 3 tờ giấy số của em á. Chính xác. Hiện tại bây giờ thì nó đang ở trong cái quần của chị. Trong cái quần của chị hả chị? Cái quần chị treo ở tủ không chị? Không có, nó nằm ở trong máy giặt. Mà có chuyện gì vậy? Trong máy giặt hả? Trong máy giặt. Chị ơi, chị bỏ vô máy giặt, chị nhấn nút giặt cho chị.
Trời ơi, cúp điện nữa. Chị ơi, chị nhấn nút chưa? Chưa, chị chưa nhấn nút. Sao vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, mừng quá. Chị chạy về chị lấy ba tờ vé số ra đây đi rồi em nói chuyện với chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ, được rồi, để chị chạy về nha, chờ dạ, chị nha. Dạ. Trời ơi, tụi này bí mật quá. Giữ cho chị cái giò trong này có mấy trăm triệu á. Ờ, chị cầm luôn đi chị, chị cầm luôn đi. Còn cơ hội. Sắp vào rồi, sắp vào. Chính rồi. Chính xác, mình sắp em vào ơi, rồi. Em ơi. Chết rồi. Nó không có trong cái máy giặt bên đó. Ủa, chứ là giờ... sao chị? Để chị nhớ nè. Đúng rồi, ngày hôm qua nhà chị bị cúp điện. Ờ. Nên là chị cho vào máy giặt, rồi chị lại lấy ra. Nhưng mà bây giờ nó nằm ở máy giặt ngoài tiệm rồi. Chơi ngoài tiệm hả? Chị chạy ra ngoài coi còn không chị? Đúng rồi, quan trọng đúng không? Quan trọng, chị chạy ra ngoài đi. Chị chạy ra ngoài đi. Quan trọng lắm phải không? Dạ. Rồi chờ chị. Em ơi, đây rồi. Có rồi hả chị? Ba tờ giấy số đây rồi. Đây. Nhưng mà nó hơi nát tí, nó ướt nè. Trời đất ơi. Rất trời. Chị ơi chị. 6 tỷ của em. Vé số này là vé số độc đắc đó. Trời ơi, ba tờ độc đắc 6 tỷ. Đúng rồi. Trừ thế còn 5 tỷ tư. Trời ơi, 5 tỷ tư. Trời ơi, 5 tỷ tư đây sao? Trời ơi.